em định chọn hình thức kia để cho đẩy cái dáng mình nó cao lên một tí á, nhưng mà tại vì em lại không thích như vậy chứ thật ra cái kia nó lại hay hơn, nó cao dáng mình hơn cái màu đầu á. Nó sẽ giúp, tại vì phần này là phần áo mình không cao nên mình cắt cái kia để nó lộ cái dáng lên. Không không không, thật ra nó không có phần gì đâu. Rồi cái tấm này anh cắt sâu là anh cúp che ha, thì nhường có thời gian thì làm ra làm tóc cái gì giống như hồi nãy là cúp á hả? Em có muốn uống cúp không hay là không muốn luôn? Em nó sống sống là tự nhiên mà đâu có cúp vô đâu. À thì nó bằng tự nhiên, tức là nó cũng phải có cái chữ C nhẹ ở cái ngọn em. Em thấy cấp vô nhìn nó không thích. Nó không có tự nhiên à. Thấy nó xong xong rồi mình tự nhiên. Nó dịn vậy đâu lấy cái mà. Em như mấy cái này là lấy ra cho nó tự nhiên, chứ đừng có cấp vô như búp bê luôn. Đó thì mấy cái này là mình bút, không phải khi mình bút cái nó sẽ chạy tự nhiên hết à. Đó cái này là chẳng hạn như em muốn giờ mình bỏ cái này chụp lại hả? Là nghiêng nhẹ và lại gì mình thấy được như thế này cũng sai. Chào Vân Nguyễn Thi. Mùa mưa lại đến, tôi được vui đón tin em. Bốn kéo. Ủa lộn, tám kéo chứ, bốn kéo nó còn hơi ấy. Manh là manh rồi. Là manh nói chuyện với Ngô Thứ đi. Manh trong linh học. Tâm Anh chào thầy kìa. Chào Tâm Anh. Cây phường vĩ bên đường che nắng ban trưa, một căn nhà nhỏ cây nắng ở nhà tới đi cầm nhẹ nha. Nãy mặt em để máy cái này. Thí lèo. Thí lèo nè. Thí lèo lại. Thí lèo. Thí lèo. À, thí lèo. Long Anh ơi, lên có dầu gì hôm bữa em kêu chị An mua nè. Lên em lấy hết tiệm luôn. Đó. Không nổi đâu Long Anh ơi. Bỏ đi. Chị Văn qua hỏi khá nhỏ gì nào nó học vậy? Hai. Chị Văn. À có nhuộm đầu tuần á Văn. Cái gì em qua nha. Thank you.
cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa. Cỡ nào phải làm lại cho em chứ, từ Phú Quốc em qua đây chủ yếu là làm lại đó. Thấy giờ em bay bảnh không? Ủa em về bảnh hả? Không. Gì chứ em về bảnh hả? Ủa cái anh thức này. Tưởng em về cho anh quá vàng. Quá vàng đi luôn. Thứ hai tuần sau hả thầy? À đúng rồi, thứ hai tuần sau Lâm Anh. Lâm Anh nói mua bánh tráng, nhưng thấy bánh tráng vậy Lâm Anh. Trời sáng bên đường nghe nắng ban trưa. Một em lướt Facebook sao mà em thấy được anh hay vậy? Cắt tóc. Anh kêu em bấm cái gì? Tại em muốn cắt tóc hả? Không phải, em đi về tại ở Hóc Môn thấy cái salon Thái á, mà không biết có hết đẹp hay không. Rồi có kiếm salon Thái rồi thấy Thái rồi bấm vô xem. À tự nhiên con Thái xuất hiện anh. Không, em chỉ cần bấm là tóc ngắn. Ai có test tóc ngắn đẹp là Google nó sẽ chỉ anh. Nó chỉ gì xin anh. Rồi chỉ ba giây gì rồi 30 giây. Rồi nó chỉ ai nữa. Em nói công nghiệp mà em. Em biết công nghiệp không? Công nghiệp là tất cả ai vô lúc đèn nó cắt có một kiểu đó thôi, tức là từ đằng trên đến thằng dưới, già trẻ bé lớn nhỏ gì đó vô nó bấm vòng cái chân vậy rồi nó cắt nó uống cúp cho em á. Em không nghe nói về công nghiệp hả? Không, mày duyên lắm em mới gặp anh là người làm tóc nghệ thuật cuối cùng á. Nhưng mà vô trang của anh làm tóc đẹp đúng không? Mấy kia đó chỉ có mấy cái người mẫu nó mới lên đứng diễn vậy thôi, chứ còn ngoài ra nó làm không giống ai, cả ngày nó đâu có làm được cái gì đâu. Em vô đi coi cả ngày nó làm ra cái gì á, nó đâu có làm ra cái gì cả ngày đâu, khi nào nó diễn, ngày nào nó diễn, nó mướn mẫu về đứng diễn chơi thôi. Em có nhận không? Vấn đề là cả ngày bạn làm ra cái gì á, chẳng hạn như một ngày này anh làm ra cái gì nè, thì đó mới là cái đó mới là cái thật. Còn cái mướn về diễn ai mướn được đúng không? Gọi tên em đi thầy kìa, mô thức gọi tên An An đi kìa. Thầy gọi tên em đi thầy. Hello An An. Thế mỗi lần anh lên stream mình ứng học trò đâu không? Đó là mô thức cái đứng này nó coi rồi chứ không phải vô nó thả tim nữa. Nó không có thức. Một khi trời sáng bên đường nghe nắng ban trưa. Hả? Chào Hải Đăng. Nay hình như cái ngày mấy em rảnh hay sao á.
em ở gần chợ không mua. Đi không ở khúc Ngã Ba Dòng. Ồ, Ngã Ba Dòng hả? Ngã Ba Dòng cũng khá xa đó. Bây giờ lên mẹ chứ ở nhà ở bên Vĩnh Lộc chạy này cũng gần. À. Là gì hiện giờ em đang ở bên Ba Dòng hay là ở bên Vĩnh Lộc? Ngã Ba Dòng, em mới sinh rồi ở bên nhà mẹ. À, còn lấy ông xã về bên Ngã Ba Dòng, à, về bên Vĩnh Lộc rồi. Dạ. À. Mỗi lần làm phải đi về mẹ chứ không ai chịu. Đúng rồi, đúng rồi, ai có chuyện mà phải đi xa. Con. Hồi đầu trước để bé lớn đó, xong cái xong cũng đi làm tóc đi xuống với Quý Mi Mi á. Trời ơi uống cái đầu vậy hả? Quý gì em? Quý Mi Mi. Quý Mi Mi ở đâu? Quý cái gì vậy? Trời ơi, Thái Phần Rồ em lại không đến. Cái gì để cây kéo vàng? Ôi trời ơi, cái cây kéo vàng bây giờ nó bán ký em ơi. Ở đường Bàn Cờ. Ờ, à, khi nào á em, khi nào em đợi anh xem. Quý Mì Mì khi này cái khi nào là em nhìn vô đây mà hàng ngày nó làm nó được cái gì em thấy á, ví dụ nè em nhìn nè, nghĩ này là không đẳng cấp nè ha, đẳng cấp là phải cắt cái tóc thể hiện chứ, cái tóc nè, cái này là chỉ hình ảnh mà nó chép bên mùa hạ ha, em cứ thấy tóc nào mà tao sấy tung tự nhiên á, em nhìn đi, cái ảnh này là trên mạng. Nó là em cứ nhìn đi, cái tối ngày tóc dậy không á. Kệ, em nhìn vô salon anh thấy cái bãi là tóc rất là ảnh cấp không? Chỉ là mấy tiếng đồng hồ thôi. Ừ. Đó, ông chở đi, không đợi lâu lắm. Nhưng mà điều anh thắc mắc là em hai đứa con rồi hả? Rồi. Kệ lắm á. Cái gì đây? Hết dung lượng, là hết pin đó hả? Đâu có đâu rồi. Bạn có thể giải phóng bộ với rồi rồi ok. Nói với nó là hứa với nó là sẽ giải phóng. Em nói rồi thầy. Ừ. Nói thầy chút nữa thầy giải phóng. Nói là hồi bây giờ. Nhưng mà không phải trong lúc này. Em tên gì? Anh Hân. Không. Với hồi nãy mà cái tin nhắn của em mà anh không đọc, anh không lãnh rồi anh đọc đó là coi như là hôm nay chắc không đi làm tóc luôn quá. Đúng không? Lụa từ bữa tới giờ luôn á, phân tâm lắm. Ờ, lụa bữa tới giờ luôn hả? Tính chiều sáng nữa mà chưa tìm được. Em chỉ cần, nếu mà bấm vô salon anh là không cần phải tới liền đâu. Hãy cứ theo dõi em đi. Theo dõi em coi em làm có đẹp không đã, đúng không? Cứ lựa đi, em lựa hết cái đất Sài Gòn này đi. Anh nói thiệt mà, ông nội nào mà có một cái tấm hình đẹp là tấm hình nó lấy trên mạng về, còn không là coi cái hàng ngày ổng làm á, vô trang cá nhân coi hàng ngày ổng làm á, ổng toàn đăng khách đông không à, chứ không bao giờ thấy ổng đăng cái tóc ổng làm đẹp mỗi ngày lên đó. Thì để ý tao nói không, mỗi ngày làm cái gì đâu cũng giấu đâu hết trơn, là thấy ngày nào cũng đông full ghế hết mà không thấy cái tóc nào đăng lên hết, giấu đâu hết rồi, chắc nó cháy hết rồi. Anh nói thật mà, em coi nè, anh làm cái tóc em lấy nữa là cái tóc em là nằm trên sóng. Thế anh cắt tóc anh vẫn bình thường trên trang fanpage là anh biết rất là nhiều người theo dõi đúng không? Nghe anh vẫn cắt tóc bình thường, nếu khả năng anh không có anh đâu có làm cái điều này đâu đúng không? Giấu đi đẹp anh đăng lên. Nghe mời qua ra tóc. Em thấy trong tiệm mà có anh không khí không bao giờ lãng đâu. Còn tụi em mà có anh tưởng đang vô chùa Bà Đanh không à? Biết chùa Bà Đanh không? Chùa đó không có một ai mà dám mà nói chuyện với vua đó đi nhẹ, ăn nhẹ, nói khẽ, cười duyên á. Đó, thấy không? Còn thấy từ nãy giờ có anh về thấy vui không? Đâu hát bài nghe bây giờ.
hát nghe hát nghe cũng được, không có ý bất lạ. Lỡ ví dụ anh đi đâu mấy ngày chắc cái tiền mình chắc rồi cũng thảm lắm nha, buồn như 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 cái gì vậy phải không? Từ khi trời sáng bên đường nghe nắng ban trưa, nói mình hết nói rồi mình lại hát đúng không? Làm việc mà thần thái không tốt thì làm sao làm được cái tóc đẹp? Cái tóc nó cũng chẳng có hồn như mình ngồi mình hỏi sao ra cái tóc mình cứng ngắc mà tóc ông kia nó phiêu như vậy. Biết rằng khi vắng anh vì nghiệp trai đời linh đã quên thương cho chúng mình. Thằng máy xảy rồi. Người khi trời sáng lên đường nghe nắng ban trưa. Ừ, vậy có ai khơi nhạc lên nó mới hát. Anh thích em coi đi. Không là nó không có hát. Mình cứ hát đi, hát dở cũng được. Mình thích là mình hát thôi chứ. Thi thối gì đâu mà sợ. Vậy thì mình phải ăn luôn cái vỏ. Gì gần 14 tuổi. Con dê kìa. Con em hả? À. Em tuổi con ngựa.
Làm gì còn phụ nữ xấu vậy? Mấy bạn thấy giá trị của cái tóc không ạ? Chỉ có cái tóc thì mới làm cho chúng ta đẹp được thôi. Các bạn hãy quên đi cái chuyện mà bóng phòng chân hay uống cúp cái ngọ mà đẹp đâu. Nghe. Đúng vậy. Thay đổi lắm vậy. Mình chẳng biết tới người thợ đó như thế nào, nhưng mà mình cái thần thái họ tốt và tự tin là mình yên tâm mình đẹp rồi ha. Bây giờ tới này anh thấy cắt đẹp quá, anh thấy không uống luôn thì anh thấy nhiều màu làm highlight cho em được không? Hay là uống? Thì em cũng thích nó cỡ này thôi mà. Em có thích nó hơn không? Hay là nếu mà uống thì uống cái ngọn này nó giữ được cái nếp hơn, cái feel hơn. À, vậy anh tỉa xong cái đẹp hơn nữa nè. Đây chỉ là mới cắt tạm thời thôi nha các bạn. Vào trong còn đẹp hơn nhiều. Anh có nghe xin anh nói không? Đây là xin anh chỉ mới cắt tạm thời thôi. Vào trong xin anh còn cắt đẹp hơn nhiều. Xong nếp tóc chưa tỉa chứ gì nha các bạn. Để xem. Ai thích mẫu này qua anh luôn. Giống không phải? Giống không? Ai thích mẫu này sang luôn. Ai thích mẫu này sang luôn. Cái tay nữa.